Xin chào cả nhà. Số người Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy Joy Z nhá các bác nhá. Con này đế 2008 này. Đấy, điện 100V và công suất của nó là 700W nhá các bác nhá. Toàn bộ phần nắp bên trên này nó được thiết kế bằng nhựa. Đấy. Xung quanh thì là bằng kim loại nhưng mà không hề bị chảy xước hay móp mép hay là han gì các bác nhá. Còn rất chi là mới luôn. Còn rất chi là mới đẹp luôn nhá các bác nhá. Em cho các bác xem hình thức bên trong này. Con này thì cực kỳ đẹp. Các bác nhìn lòng bên trong này, xanh ngắt luôn, gần như là hàng họ không sử dụng mấy, lòng này không bong chóc, không chảy xước, không ngấn nước nha các bác nhá. Cái gioăng cao su các bác nhìn này, cái gioăng của nó dòng gioăng dày, xanh nguyên bản, hàng nguyên bản 100% nhá. Bên em không thay thế zin 100%. Các bác nhìn gioăng này, mới tinh luôn, mặt inox đẹp xuất sắc. Dòng gioăng dày rất là mềm và xanh ngắt nhá các bác nhá. Riêng cái giò này không chơi được một điểm gì luôn. Mặt bên trong các bác nhìn lòng bên trong này. Đấy, đét sâu nhưng mà cực kỳ đẹp, siêu VIP. Phụ thuộc vào họ dùng nhiều hay dùng ít nha các bác nhé. Chứ còn đét thì nhiều con đét rất là cao nhưng mà cái giò xấu. Nhưng con giò này đét sâu nhưng mà giò rất là đẹp. Bởi vì họ không sử dụng. Con này thì để mà nói thì gần như là hàng không hề sử dụng luôn các bác. Đây, tem mát còn nguyên này. Đấy, bình thường về những cái tem này là gần như là bị bong nhiều. Nhưng đây tem dán ở bên ấy về còn nguyên luôn. Dung tích 3.0 lít các bác nhé. Con này thì cách sử dụng như sau. Đây là cách bơm này, các bác này, bơm nước này. Bơm nhá, một nhịp một này, nhịp hai này. Đấy. Cái này là đun sôi lại này các bác này. Cái này là hẹn giờ này. Sau 7 tiếng này. Đấy, và cái này là chọn chế độ nha các bác nhé. Này nó có chế độ pha sữa cho trẻ nhỏ, người già là 60 độ đấy các bác này. Đấy, 80, 90 và 98 độ C. Đây là chọn chế độ nhá. Cái này là các bác đun sôi lại. Cái này là bơm một nhịp, một nhịp hai, và cái này là hẹn giờ sau 7 tiếng. Con này nó quá đẹp luôn đấy các bác nhìn này, không tì vết, tem mác còn nguyên đầy đủ nha các bác nhá. Hình thức siêu đẹp luôn, xung quanh không hề cấn móp hay là bị bong chóc hay bị chảy xước hay bị oxy hóa, không có đấy. Lòng bên trong đẹp long lanh luôn này các bác nhìn tổng thể này. Con này em bán cho các bác giá này 650.000, em bao ship bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha các bác nhá. Hàng bên em đã vệ sinh sạch sẽ về, các bác chỉ việc cắm điện và sử dụng thôi. Đấy, và các bác lưu ý là điện sử dụng 100V phải cắm qua hệ thống đổi nguồn. Và con này công suất của nó là 700W thì các bác sử dụng cái đổi nguồn tầm 1.000 trở lên là ok rồi nhá các bác nhá. Bác nào lấy thì cọc trước cho em 100.000, còn lại cần còn lại thì nhận hàng thì thanh toán nhá các bác nhá. Bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664 ạ. Rồi em xin chào các bác ở các video sau.